Đến chiều ngày 27 tháng 9, tuyến quốc lộ 8A, tỉnh Hà Tĩnh đã được thông tuyến. Các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, vào tối ngày 26, sáng ngày 27 tháng 9, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở kéo dài khoảng 50 mét. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tổng khối lượng đất đá sạt lở là gần 1.000 mét khối. Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để phân luồng, cắm biển cảnh báo, trực chốt để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, đồng thời tổ chức khắc phục sự cố. Đến chiều ngày 27 tháng 9, các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường. Đất đá từ vụ sạt lở đã cơ bản được dọn sạch, chỉ còn một số đất đá, cây cối bên phía mép núi. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý, dời dọn để đảm bảo an toàn.